Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Bộ Y tế đang lấy ý kiến chuyên gia đơn vị chuyên môn từ khía cạnh y tế về nồng độ cồn phát hiện trong cơ thể không do sử dụng rượu, bia, các giới hạn nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông. Cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có công văn gửi các chuyên gia, một số đơn vị chuyên khoa đề nghị nghiên cứu đề xuất về vấn đề nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở của người điều khiển các phương tiện giao thông. Việc đề xuất được căn cứ từ khía cạnh y tế như nồng độ cồn phát hiện trong cơ thể không do sử dụng rượu bia, giới hạn nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông. Cục đề nghị các chuyên gia, đơn vị nghiên cứu cho ý kiến và gửi các đề xuất nội dung quy định về cục trước ngày 20 tháng 2 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế. Đây là cơ sở để nghiên cứu đề xuất quy định nồng độ cồn trong máu hoặc trong khí thở khi lái xe. Mới đây, trao đổi với báo chí trong cuộc họp do Bộ Y tế tổ chức, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế cho hay, Bộ Y tế ủng hộ việc xử phạt vi phạm hành chính những trường hợp có nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Ông Khoa cũng cho hay, Ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp Bộ Y tế đang tiến hành thống kê so sánh các số liệu này và sắp tới sẽ có con số cụ thể số vụ tai nạn giao thông giảm ra sao. Bày tỏ quan điểm cá nhân về việc xử lý nghiêm người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn vượt ngưỡng, ông Khoa cho rằng cần nghiên cứu xử lý nghiêm. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần tham khảo thêm quy định các nước trên thế giới để đưa quy định sao cho hài hòa, phù hợp với bối cảnh thực tế, ông Khoa nói. Liên quan đến vấn đề này, luật sư Trần Văn Giới, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tôi rất ủng hộ việc ban hành các quy định để phòng chống tác hại của rượu bia. Tuy nhiên, việc quy định cấm tuyệt đối lái xe có nồng độ cồn là không hợp lý. Theo quan điểm của luật sư Trần Văn Giới, việc lạm dụng rượu bia mới gây tác hại còn việc sử dụng một liều lượng nhỏ thì không tới mức gây hại cho sức khỏe và ảnh hưởng đến khả năng tham gia giao thông. Hơn nữa, theo số liệu của các cơ quan chức năng thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông chứ không phải tất cả mọi trường hợp tai nạn giao thông đều do người tham gia giao thông có nồng độ cồn đến mức phải cấm tuyệt đối như vậy, luật sư Giới cho hay cũng theo luật sư thông tin từ nhiều phương tiện cho thấy nhiều trường hợp ăn một số loại thực phẩm trái cây hoặc uống thuốc khi thổi nồng độ cồn vẫn vượt mức không mặc dù không hề sử dụng bia rượu nếu điều này được các xác nhận bởi các cơ quan chuyên môn, chuyên gia trong lĩnh vực y tế, thì chúng ta không nên có quy định cấm tuyệt đối như vậy. Bởi quy định như vậy là chúng ta đang phòng chống tác hại của rượu bia trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo phương châm tha xử phạt nhầm còn hơn bỏ sót. Quy định này khi áp dụng trên thực tế có thể gây ra rất nhiều tranh cãi và gây bức xúc rất lớn cho những trường hợp bị xử phạt mà không sử dụng rượu bia. Luật sư Trần Văn Dơi nói thêm, sau khi nghị định 120 2019 sửa đổi tại nghị định 123 2021 NDCP, về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực từ năm 2020 đã nhận được nhiều ủng hộ của dư luận. Mức phạt vi phạm nồng độ cồn khi lái xe được quy định với ngưỡng nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Người điều khiển phương tiện đã bị phạt. Những quy định khắt khe về nồng độ cồn đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực trong việc giảm tai nạn giao thông, thay đổi hành vi lái xe sau khi uống rượu bia của nhiều người dân. Tuy nhiên, hiện các văn bản quy phạm pháp luật không có quy định về cồn tự nhiên trong cơ thể. Việc lấy ý kiến chuyên môn về y tế đối với nồng độ cồn trong máu, hơi thở được kỳ vọng sẽ giúp các cơ quan chuyên môn có thêm các cơ sở đề xuất xác định nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở của người điều khiển phương tiện giao thông